con có giúp được gì cho bà ngoại không? Con làm được việc gì nè? Làm việc nhà. Việc nhà như cái gì con kể ra thôi. Làm mướn nữa. Quét nhà. Quét nhà. Nấu cơm được luôn, giặt đồ được luôn. Rửa chén. Rồi đi làm mướn nữa hả cô? Đi bán quán cho bà cũ tội nghiệp, đi mặn rồi về chiều đi bán. Đi rửa chén hay gì cô? Đúng rồi, đi rửa chén bán quán nước này nè. Trời ơi, mới có 8 tuổi, ủa học lớp 8 đi rửa chén mướn. Nó bán ai chơi gì làm đấy à. Rồi đứa bé học lớp 6 thì đi với cô để hái ra muống với bắt ốc. Đúng rồi. Còn con nhỏ lớn lúc trước thì anh Thọ ở bên Úc con ứng ra 2 triệu. Đúng rồi. Rồi chị Nguyễn thì bảy ở Pháp 1 triệu. Dạ. Anh chị ẩn danh ở Mỹ là 1 triệu. Dạ. Một chị ẩn danh ở bên Pháp là 1 triệu. Thì dạ, tổng số là của bố Mạnh Thường Quân này là dạ, được 5 triệu. Dạ. Dạ con xin chào dạ, cô ạ. Xin cảm ơn hết dạ các tất cả những cái cô tài trợ dạ. Thầy tài trợ để cho gì để nuôi ba đứa cháu để thành tài. Cao Hớn xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em. Thì mình đang có mặt tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để mình tìm về một cái hoàn cảnh của bà lão rất lớn tuổi nhưng mà đã nuôi ba đứa cháu ăn học. Cha mẹ thì mất hết, một tay bà thì bắt ốc hái rau thì để nuôi cho ba đứa đi học. Thì mình nghe được sự giới thiệu thì hôm nay mình đến đây mình tìm hiểu hoàn cảnh của cô để mình xem có giúp được gì không nha. Mời quý bà con, cô bác, anh chị em theo Cao Hớn mình nha. Nhà cô ở phía bên đây. Bây giờ Cao Hớn mình mời quý bà con, cô bác, anh chị em để cùng Cao Hớn mình tìm hiểu về bà cô nha. Dạ con chào cô. Dạ. Con xin phép con có thể tắt cái quạt được không cô? Dạ tắt. Dạ tại gió nó vô cái máy mình nói chuyện không có nghe. Dạ. Dạ cô thứ mấy cô? Dạ cô thứ hai. Dạ con kêu cô hai đi. Cô hai đi. Dạ. Con có thể con hôm nay con đến nhà cô, con có thể con xin phép con tham quan nhà cô chút xíu được không? Dạ được. Rồi sau đó con trò chuyện với cô về hoàn cảnh của cô ha. Dạ được. Rồi bây giờ cô có thể dẫn con đi tham quan được dạ, không? Dạ dạ. Nhà cô. Dạ. Nhà cô căn nhà bằng nhà tường cũng ngon nè, thiết dạ, cũng còn im á cô. Dạ đi cho có nước mơ cắt cho bà đứa cháu một coi ở đó. Dạ, ủa. Vậy là căn nhà này là của chương trình chấp cánh nước mơ cắt cho cô. Dạ đúng. Lâu chưa cô? Dạ cũng nay mấy năm rồi. Hồi nó lớn 3 năm nay là nó lớp 9 rồi nè. Dạ, con có nghe một người khác giới thiệu về hoàn cảnh của cô rất là khó khăn. Dạ. Là gồm nuôi ba đứa cháu. Đúng rồi. Mà cô thì không có việc làm, cô dạ, thì lớn tuổi đi bắt ốc hay dao phải không cô? Dạ phải, đi bắt ốc quắn với lại hái rau muống à. Dạ. Rồi có lúc thì nếu mà mưa bão quá thì rào để chanh. Dạ dạ, bây giờ mình đi tham quan cái căn nhà trước đi cô, dạ, xíu mình ra trò chuyện. À. Ồ, mấy cháu học cũng giỏi quá nè. Đúng rồi, đây từ đây, còn đầy trong này. Ồ, với khen đầy hết nè. Với khen ngọt bổng như trong nước. Dạ. Cháu tên Huỳnh Thị Ghi. Huỳnh Thị Thơ. Huỳnh Thị Thơ. Huỳnh Văn Quy. Huỳnh Văn Quy nữa. Đúng rồi. Huỳnh dạ. Quy là lớp 6. Là hai nữ một nam á. Dạ dạ dạ. Dạ. À con thấy có cái nhóm gì quỷ trao gì nữa nè cô. Có, dạ có. Là lúc cắt cái nhà đó hả cô? Dạ, có cắt cái nhà đó. Có gì tờ. Dạ. Dạ, cô bên đạo Phật á cô? Dạ, đạo. Dạ. Dạ. Rồi con có thể mời cô mình đi ra phía sau đó. Dạ, dạ. Ồ, đây có cái phòng. Dạ. Ủa, sao trống lỏng mà cô? Dạ, không, nghèo quá, không có gì hết. Rồi, không có gì ở ngủ đây hả? Dạ, dạ, ba bà cháu ngủ đó. Ba bà cháu ngủ không gì? Dạ, không có. Thế tối thui vậy? Dạ, không có gì ngủ. Dạ. Ngủ đứa dưới gạch luôn. Ngoài sau thì nhà thiết. Đúng rồi. Nhà thiết này của từ thiện ở Cả Dầu. Dạ, cắt cho cái nhà xã tình Cả Thương. Dầu. Dạ, cắt cho nhà tình thương. Nhưng mà cho chỉ cây với thiết nó trên, còn thiết cũ có gì. Dạ, rồi vậy là khi, lúc trước cái này là nền đất nha. Nền đất, dạ. Rồi khi chấp cánh, đi cắt rồi đó, chấp cánh dạ, mới cắt cho cái nhà. Rồi nhà gì đó với bùn lầy. Rồi gì mới hôm bị cô ra đó, dạ, có nhà nước hỗ trợ. Gì dạ, mới lên cái nền. Dạ. Để có đám tiệc ông già, ông Tầm dạ, á, dạ, ông chết rồi, tháng 1 đó đám tiệc. Không có giường ngủ đó, tôi nói. Dạ. Không có giường ngủ dưới đất không ngủ nè. Ngủ dưới gạch không ngủ luôn. Dưới gạch nền không dạ, nè. Dạ, tại đâu có tiền để mua giường. Đây là mấy cháu ngủ đây. Dạ. Hai ba cháu ngủ đây. Hai cháu ngủ đó. Vậy là hiện tại trong gia đình của cô thì mình có 4 người, cô với dạ, ba đứa nhỏ. Dạ. Hiện tại thì ba đứa nhỏ còn đi học không cô? À, ba đứa nhỏ gì nó một đứa nó mới nghỉ nay chừng nửa tháng. Gia đình rất khổ, bà già ngoại quá quá già. Ô, học lớp mấy rồi nghỉ cô? Học mới lớp 8.
Mới lớp 8 thôi rồi dạ. Nghỉ sao nghỉ cô? Dạ gia đình khổ quá, nó cho ngoại già quá để con đi làm kiếm tiền. Trời ơi. Mới làm kiếm tiền. Rồi có xin được việc làm gì chưa cô? À, cũng mới lên là chứ cũng chưa được gì. Dạ mới đi Sài Gòn hay đi không? Dạ, dạ Sài Gòn. Trời ơi, có quen biết ai không? À, có cô đó ở gần đây, cô dẫn đi đi nhà trọ của cậu. Dạ. Nó đang cũng như nó vô dấn tên nó bảo hiểm á. Dạ. Dạ. Tháng cũng được vài triệu gì đó, nó mới tập sự. Mới làm mới mấy ngày. Dạ, đúng rồi. Trời tội nghiệp, sao cô không khuyên cháu là cho đi học? Nó ngoại quá già, đi bắt ốc hoài nó đi già. Dạ. Dạ. Chứ tiền nhà nước hỗ trợ nước có 400 đến 5 ngàn không đủ học. Dạ. Nhà mà ngoại phải lặn. Dạ. Lặn lậu lặn cho đi học. Một tháng nó có 400 đến 5 ngàn tiền một coi á. Dạ. Chứ... Ủa cha mẹ mất hả cô? Dạ. Cha mất mười mấy năm. Dạ. Mẹ mới mất mấy năm. Rồi bỏ lại ba đứa cháu cho bà nuôi. Dạ. Ba đứa cháu bà nuôi. Bà ngoại. Dạ bà ngoại. Dạ bà ngoại là cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 70 rồi. Dạ, cô hai 70 tuổi rồi. Cô 70. Dạ. Mình con xin phép cô mình ra trước nha cô. Dạ dạ dạ. Dạ. Cái nhà trống lỏng à, chỉ được có cái nhà trước nhà sau là cô Mạnh Thường Quân cắt cho hết hả cô? Cho hết. Cho hết toàn dạ. Một. Chứ đâu có tiền đâu mà mua giường mua tiền. Dạ. Dạ cô ngồi xuống đó đi cô, con trò dạ. Chuyện. Rồi dạ, cháu con tên gì? Con gì? Nó Quỳnh Thị Ghi. Con dạ. Cho chú nghe. Con tên là Quỳnh Thị Ghi ha, đang học lớp mấy rồi? Lớp mấy? Lớp 8. Học trường nào? Trường Trung học cơ sở thị trấn Lấp Vò. Nó lớn rồi nè. À. Rồi cái cháu nhỏ nữa là học lớp mấy rồi cô? Học lớp 6 rồi cũng học trên đó. Cũng trường trên chảnh trường luôn. Gì đó con. Vậy là hiện tại cháu đang đi học, bữa nay thứ bảy là còn đi học chợ. Dạ dạ đúng rồi. Vậy là con học buổi chiều hả? Còn cái người lớn thì để em bé 15 tuổi thì đi làm. Là mới có lớp 8 giờ lên lớp 9 đó. Dạ. Thì giờ có nghĩ là nó ngoại quá già rồi cô. Con tháng có mấy trăm không đủ thôi, ngoại lặn lậu hoài thôi để cô dạ. Làm tiếp gánh nặng. Rồi cái căn nhà mình mày này thì chấp cánh mơ cắt cho cô được mấy năm hả cô? Đâu rồi, năm lớp 3, năm nay là 6 năm rồi đó. Dạ. Cho hết toàn bộ luôn. Cho hết toàn bộ là tại vì lúc trước đó thì nhà nước cho mình cái cột này nè, cột đá. Dạ. Chỉ cho cái khoảng mình này nè, mình tường. Dạ. Với là chiếc cái trên đó. Dạ. Ừ. Tại vì mình còn mấy cái cột á. Rồi đó nhà nước cho. Rồi công việc của cô á, hiện tại thì cô còn đi bắt ốc hay giao còn gì? Cô dẫn là đi mình, bắt. Cái công việc đó mình bắt như thế nào cô? Cô chạy đây xuống cầu vượt qua cầu Lãnh. Trời ơi xa dữ hả? Đúng rồi, cô đi bằng xe đạp đó. Đâu? Đó. Trời ơi. Chứ xe đạp này cô chạy mười mấy cây xuống dưới để đúng đi rồi. Bắt ốc hay gao? Đúng rồi, cô đi qua cầu vượt cao Lãnh. Rồi cái cô không qua cầu nhưng mà cô theo cái đường lậu có mương kinh lậu đó. Dạ. Cô sẽ xuống đó cô mò rồi cô hãy gao. Trời ơi, rồi một ngày cô thu nhập gì là cô bán nhiêu? 30 ngàn ha. Đâu bán ở chợ Lấp Vò mà nó gì chợ cô? Dầm Cống. Cô ra phải chạy đi chợ Dầm Cống cô trời ơi, chạy ra mấy cây nữa. Đúng rồi, rồi chạy về. Là công việc đó là ngày nào cô cũng đi hay sao? Ngày nào cô cũng đi là như vậy. Cái thằng bé lớp 6 đó, nó học buổi sáng. Dạ. Nó đi với cô buổi chiều. Còn nó thể dục thì cô nghỉ. Trời ơi, nó phải đi theo cô luôn. Đúng rồi, chứ đi mình ăn cô xa xôi quá, cô đâu có dám đi. Dạ. Còn cả lúc mà nó nghỉ hè đó, này hai đứa đều đi hết. Đi dạ. Với cô hết. Ở đây con, ở đây ngồi đó. Cô nghỉ. Thờ đó. Vậy là... Đấy, con giúp đó. Con có giúp được gì cho bà ngoại không? Con làm được việc gì nè? Làm việc nhà. Việc nhà như cái gì con kể ra thôi. Làm mướn nữa. Quét nhà. Quét nhà. Cơm. Nấu cơm được luôn, giặt đồ được luôn. Rửa chén. Rồi đi làm mướn nữa hả cô? Đi bán quán cho bà cũ đó, tội nghiệp đi mặn rồi về chiều đi bán. Đi rửa chén hay gì cô? Đúng rồi, đi rửa chén bán quán nước này nè. Trời ơi, mới có 8 tuổi, ủa học lớp 8 đi rửa chén mướn. Nó bán ai chơi gì làm nấy à. Rồi đứa bé học lớp 6 thì đi với cô để hái ra muống với bắt ốc. Đúng rồi. Còn con nhỏ lớn lúc trước thì nó còn đi học á cô? Nó còn đi học. Là nó làm bên gì? Nó ở nhà phụ cô. Ở nhà nó phụ cô thì ai sẽ kêu nó đi, chứ dụ nó làm giờ không làm, nó đi chùa. Ba chị em đều đi chùa. Đi chùa luôn. Đúng, đi chùa. Tại vì nó cho nó vô quy y chùa Linh Thú nè. Dạ. Quy y Phật tử trên danh chùa đó ba đứa. Dạ. Có giấy trong đó. Đúng rồi. Có hình luôn. Dán ăn chay niệm Phật. Dạ, đó. Tại vì cô cũng lớn tuổi rồi, không biết sống nay chết mai. Dạ. Nếu mà ở với ai không được, nó lên đó nó ở.
Dạ. Nhà nó có giấy tờ cho nó chứ. Có hình luôn trong tủ hết. Học giỏi nữa, có giấy khen nhóc hết trơn luôn. Đó, giấy khen nhóc trơn mà học bẩm nhóc luôn. Thường xuyên đi chùa rồi làm tiếp ngoại rồi lại học giỏi nữa. Dạ. Con quá giỏi đi. Dạ. Đồng nghiệp làm tiếp ngoại đó. Nói ngoại quá già, sáng có 400 mấy. Vậy là dạ cho con hỏi là ba đứa trẻ này mồ côi. Dạ. Là cô nuôi như vậy đó là được tiền nhà nước là được khoảng 1,2 triệu hả cô? Dạ, 1,2 triệu. 1,2 triệu. Thì cô dựa vào cái số tiền đó để sống trang trải gia đình. Đúng rồi. Ngoài đúng ra đúng thì đúng. Cô đi bắt ốc rau kiếm thêm nữa. Kiếm thêm. Trang triệu mấy đâu đủ hả cô? Dạ không đủ. Tuy dạ. Mặc dù nhà nước hỗ trợ để không đóng tiền trường. Dạ. Nhưng mà tiền gì cũng phải đóng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tiền gì cũng phải đóng mà cái gì cũng phải mua. Đó. Dạ. Rồi đi học gì đó tiền trường có giảm được phần nào không cô? Tiền trường không có lấy nhưng mà tiền gì cũng phải đóng. Dạ mấy tiền quỹ nhỏ giặt mua lặt vặt thì đúng phải rồi. Mua rồi. Cũng như bảo hiểm mà bảo hiểm tai nạn rồi đó, bảo hiểm y tế thì nhà nước có cấp rồi. Nhưng mà bảo hiểm tai nạn thì chưa có. Dạ. Tại vì bắt buộc mình mua nhưng mà vì không có tiền để mua, chưa dạ. Mua. Hai đứa này chưa mua. Dạ, chưa có tiền mua bảo hiểm. Đúng rồi. Dạ. Tụi nó đau bệnh thì nhà nước có ở nhà nhà trường có cho thẻ học sinh. Dạ. Có đưa qua bệnh viện thì nó không có tốn tiền. Dạ. Ừ. Cái gì đó. Cái này cũng nhờ chính quyền địa phương. Dạ. Giờ cô bác ở xa gần tại chợ cho chút đỉnh. Hôm trước thì trung thu này thì mấy năm trước thì có mỗi em được 200. Dạ. Nhưng năm nay thì một đứa được chỉ có một hộp bánh trung thu thôi. Một bánh hộp bánh là hai cái đó, ba đứa dạ. Được 6 cái trên đó đó. Là bên thị trấn đây. Dạ. Dạ. Cho để xài chợ cho ba đứa cháu, chứ đâu có tiền để mua cậu. Dạ. Mua có được nhưng mà cậu không có ăn được xá gác như một cái nó bao nhiêu tiền, hai đứa nó học có thể được một bữa. Dạ. Dạ. À, cô cho con hỏi coi nếu hiện tại bây giờ mà cô có một cái ước mơ thì cô ước mơ như thế nào cô? Cô ước mơ cô có tiền để cho mấy đứa cháu nó học hành được thành tài. Nhưng dạ. Một cái giờ thì cô ước mơ nó được cho có tiền nhiều cô để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình chút. Trời nhưng mà cô quá khổ. Cô hiện tại bây giờ cô đang quá trời khó khăn quá mà khổ. Cô còn ước mơ để giúp đỡ cho người khác nữa. Đúng rồi. Cô đi bán cô dẫn cho mấy cái người khổ hơn cô á không nhiều người dạ. Vài ngàn dạ. hai ngàn có dạ. Vậy đó cô đi dạ. Bán cô dẫn cho tâm lòng của cô quá trời tốt trời sẽ bù đáp cho cô à, cô sẽ được mà mấy đứa cháu này học giỏi sẽ sau này đền đáp lại cho cô lại dạ. Con cho chú hỏi nha là nếu mà hiện tại con có một cái ước mơ vậy đó con hiện tại thì cha mẹ thì không còn rồi bây giờ con phải cố gắng đi học nha rồi con nếu cho con một ước mơ con ước mơ như thế nào thành tài con nước ngoài vậy con đậu được lớp 10. Đậu được lớp 10 à sao ước mơ nhỏ dữ vậy phải vô làm bác sĩ hay là gì con thích làm ca sĩ thích đó. Làm ca sĩ trời ơi nhà con muốn ước mơ làm ca sĩ thì trước mắt con phải học con phải học sao cho giỏi tới lớp 12 rồi mình mới thi đậu vào ngành sân khấu hay ngành điện ảnh gì ca sĩ mới được nha con. Dạ. À, có ước mơ thì phải nuôi ước mơ, mày cứ cố gắng học. Bà ngoại thì làm tiền vất vả để nuôi cho ba đứa con, thì con phải cố gắng học giỏi sau này để kiếm tiền nuôi lại bà ngoại nha. Dạ. Ừ. Hôm cái gì hôm cái gần tháng 7 ghế Diêu Lan đó, dạ. Lên chùa ca bên chùa hát luôn. Cho được mấy trăm. Ồ được ngon vậy dạ. Mới vừa lớn hát kiếm tiền được rồi. Kiếm tiền cho đó trên phố cho đó. Dạ. Vậy là mình có đam mê hát thì hát nhưng học thì ra học nha con. Dạ. Không phải mình mê hát quá rồi mình bỏ việc học mình nha. Dạ. Mình học mình có kiến thức thì mình sau này mình mới hát là mới tốt hơn nữa. Hai đứa dạ. Nó nghe thi nó nghe cũng được lớp 10 cũng dạ. Dạ để con để cái máy xuống cái cô. Dạ cô ơi. Dạ. Thì con đến đây á. Dạ. Thì con nghe cũng vài người giới thiệu về hoàn cảnh của cô thì thật dạ. Sự là cô là rất là khó khăn à, một mình cô mà đi hái ra bắt ốc rồi nuôi ba đứa nhỏ rồi dạ. Đôi lúc mấy cháu cũng làm tiếp cô để kiếm tiền lo việc học và ăn dạ. Uống rồi đôi lúc bệnh hoạn của cô lớn tuổi nữa dạ. Thì con thấy hoàn cảnh của cô rất là khó khăn dạ. Thì con hôm nay con đến đây con tìm hiểu thì con đã thấy vậy dạ. Hôm nay con xin gửi cho cô số tiền dạ. Là 5 triệu dạ, dạ. Dạ gồm những mạnh thường quân đã gửi tiền cho con ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dạ dạ. Đó là anh Thọ ở bên Úc
con ứng ra 2 triệu. Đúng rồi, chị Nguyễn Thị Bảy ở Pháp 1 triệu. Dạ. Anh chị ẩn danh ở Mỹ là 1 triệu. Dạ. Một chị ẩn danh ở bên Pháp là 1 triệu. Thì dạ, tổng số là của bố Mạnh Thường Quân này là dạ, được 5 triệu. Dạ. Dạ, con xin chào dạ, cô ạ. Xin cảm ơn hết dạ các tất cả những cái cô tài trợ dạ, thầy tài trợ để cho gì để nuôi ba đứa cháu để thành tài. Dạ. Dạ. Rồi câu hớn cũng xin dạ, gửi lời cảm ơn đến dạ, quý anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi tiền về đồng hành cùng Cao Hớn, luôn ủng hộ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cao Hớn mình xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ, cô nhận được cái số tiền này dạ, thì cảm giác của cô rất mình mừng như thế nào cô? Rồi thứ mừng, hai nữa mình có thể mình sử dụng mình như thế nào cô? Dạ, rất mừng, rất vui để dành cho cháu để ăn học. Và trong khi gì dính đau ốm này kia nọ gì cũng làm được tiền. Dạ. Dạ. Thấy gì xúc động. Con cũng mong rằng con quên hỏi cái địa chỉ của cô nãy giờ, con quên hỏi cô số có nhà của cô đó cô, số nhà là 159. Dạ dạ, để con lên con coi cái số nhà cái có cần số điện thoại gì cũng có số điện thoại. Dạ, số nhà là 159 ở ấp Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Đây là cái số nhà của cô Hai. Dạ, cô họ tên gì ạ cô? Cô Nguyễn Thị Bé. Dạ, cô Nguyễn Thị Bé. Dạ. Dạ, để con biết. Năm nay 70. Dạ, để con biết, con ghi lên trên clip thì quý bà con cô bác anh chị em nào ở gần xa có thương cảm cô đó, dạ, người ta có thể ta ghé ngang, người ta ủng hộ cho cô thêm nữa để dạ, cho cô dạ, có cái thêm chi phí, có thêm cái niềm tin và động lực để lo cho mấy cháu ăn học đến nơi đến chốn. Dạ. Câu hớn mình cũng mong rằng quý bà con cô bác anh chị em ở gần xa có xem được clip này á, có thương cảm cho cô bé thì có thể mình tìm đến địa chỉ của bé để mình gửi chút ít quà. Câu hớn mình xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Hoặc là dạ, có gì không hiểu, mình có để số điện thoại của mình, Viber, Zalo, thì quý bà con cô bác có thể liên hệ với Câu hớn mình nha. Bây giờ cũng chưa nắng rồi, thôi Câu hớn mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác, cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Dạ, con chào cô. Dạ. Chào con. Dạ, chào. Dạ, con xin phép con gì á cô? Dạ, dạ, dạ chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ.